Xin kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Siêu thị cuộc sống. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và cũng sẽ lần lượt được phát lại vào lúc 8 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và 4 giờ tất cả các buổi sáng trong tuần trên kênh truyền hình Les Việt SCTV4. Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đón theo dõi những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Huỳnh Ngân nhớ là ngày xưa mình nghe qua một cái câu chuyện về một cái giai thoại, một cái người họ cho rằng mình là người mạnh nhất trên đời này và sẵn sàng đi thách đấu với mọi người, là không ai có thể chống lại được anh ta. Thế nhưng khi mà gặp một cái nhà hiền triết cho anh ta gặp một cái người rất là lớn tuổi, da nhăn nheo và nhìn tay chân gọi là giống như là sắp chết tới nơi vậy đó, thì cái người đàn ông này mới cười khẩy và nói: trời ơi, nghĩ sao mà tôi không chống lại cái lão già này, và quyết định là tôi sẽ chống lại lão ta chỉ bằng một bàn tay. Thế nhưng từ một bàn tay, hai bàn tay dùng cả sức lực của toàn cơ thể với một cái sức bốc vạm vỡ như một vị thần vẫn không thể nào đối được với cái người già đó. Thì sau đó bậc hiền triết mới nói cho hay rằng không những là anh mà tất cả mọi người trên cuộc đời này không ai có thể chống lại được với cái người già đó, bởi vì ông ấy chính là thần tuổi già. Là một cái câu chuyện cho chúng ta thấy được là trên đời này có bao nhiêu sức mạnh, có bao nhiêu cái tiềm năng về kinh tế đi chăng nữa thì cũng phải ai chống lại được tuổi già, bởi vì lão hóa là một cái quá trình tự nhiên của cơ thể. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang đến với một cái chủ đề mà Ngân nghĩ sẽ rất là nhiều người quan tâm. Có nhiều người có cái câu vui đó là: tôi chả sợ gì, tôi chỉ sợ già. Một cái quy luật bất biến, đúng không ạ? Và lão hóa nó bắt đầu xuất hiện sớm lắm, từ 30 tuổi thôi. Cái độ tuổi mà chúng ta thấy là mình vẫn còn đang tràn trề sức trẻ thì đã bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa rồi. Cho đến cái tuổi 40 thì cái sự lão hóa nó lại càng thể hiện rõ nét hơn, bắt đầu từ cái bên ngoài đi ha. Chúng ta thấy là cái nếp nhăn do da nó đang hồi kém đi nè, những cái quầng thâm nè, những cái vết thâm nám thì nó cũng xuất hiện nhiều hơn. Đó là về bên ngoài. Rồi về bên trong thì sao? Sức chịu đựng mình nó cũng kém đi, cái sức khỏe mình nó cũng suy giảm, nhất là các giác quan thì tự nhiên hoạt động không như ý mình muốn nữa. Mắt tự nhiên nó mờ đi nè, cái tai mình tự nhiên nó lãng đi, rồi bắt đầu chúng ta làm gì mình cũng thấy là sao nó không mau được bằng cái thời nữa. Trẻ đúng rồi đó. Cái đó là các dấu hiệu mà người ta hay nói là bệnh tuổi già ập đến, đúng không? Tuổi già ập đến thì chúng ta sẽ thấy những cái triệu chứng đó. Mà đúng như Huỳnh Ngân nói, ai cũng sợ già nhưng mà không ai chống lại được quy luật của thời gian. Nhưng mà cái ngưỡng người ta hay nói là từ 29 sang 30 là một cái ngưỡng rất là khủng khiếp. Đúng. Bởi vì nếu như mà trước đó chúng ta không có những cái chế độ sinh hoạt hợp lý, nên quý vị ăn uống rồi luyện tập thể dục thể thao, thì người ta hay nói là giữa 29 và 30 á, nếu như mà ai mà chúng ta không có chế độ lành mạnh á, thì cái ngưỡng nó sẽ thấy người đó là xuống dốc rất là nhanh. Chính có xác. Thể là vừa thấy trẻ măng đó nhưng mà bước sang 30 là khăng lại liền. Đó, có nhiều người là chưa lộ ra bên ngoài đâu, là bắt đầu bên trong. Đây, hãy hỏi người đã bắt đầu bước qua dốc bên kia của cuộc đời. Chỉ trong một năm thôi mình thấy sức khỏe mình tự nhiên nó bị sụp. Nhưng từ là bị sụp luôn. Bị sụp. Có một người cũng ngồi kế bên mình đang bên trái bước đây. Qua cái dốc đó. Bước qua cái dốc đó rồi cảm thấy là thật sự là khi mà người lớn nhắc nhở mình á, thì mình cũng dạ biết đó, rất là chủ quan. Nhưng mà khi thấm rồi thì chỉ hơi muộn rồi, chỉ có nhắc lại thôi. Hôm nay cũng nhắc lại cho quý vị để mà chúng ta nói với nhau rằng cái việc mà đầu tư cho sức khỏe không phải là một sớm một ngày thưa quý vị. Để mà chúng ta không bị quá ngỡ ngàng về sức khỏe cũng như là sắc vóc của mình trong những cái ngưỡng mà chúng ta nói là thay đổi nhanh đó, thì chúng ta sẽ phải có một cái lộ trình đầu tư rất là quy củ cho sức khỏe của chúng ta, bởi vì nó cần đòi hỏi cái sự đều đặn và lâu dài. Như là chúng ta phải có chế độ ăn uống điều độ nè, vận động và tập thể dục đều đặn nè. Bên cạnh đó, một cái điều rất là quan trọng mà ai trong chúng ta cũng biết nhưng mà đôi khi chúng ta không control được, đó chính là giữ trạng thái tâm lý cân bằng. Chúng ta sẽ phải vận động nhẹ nhàng đều đặn mỗi ngày 30 phút dưới ánh nắng mặt trời. Những cái việc này chúng ta duy trì một thời gian dài sẽ giúp cho cơ thể dẻo dai hơn, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sức khỏe cho cơ và hệ xương khớp. Và ngoài ra thì theo các chuyên gia dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cho mình một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp nè, một chế độ ăn phù hợp cũng là một điều rất là quan trọng. Bởi vì là nếu mà chúng ta cân bằng được dinh dưỡng ở trong đời sống qua những cái bữa ăn, những cái thực đơn hàng ngày của mình thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái quá trình gọi là lão hóa của bản thân mình, đúng không ạ? Ngoài nguồn thức ăn thông dụng mỗi ngày thì chúng ta cũng cần phải tăng cường các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu sẽ giúp người cao tuổi đạt được sự cân bằng dinh dưỡng hàng ngày. Những bí quyết trên nghe có vẻ rất là đơn giản ha, chỉ ăn uống cân bằng, nhưng mà thật ra nó cũng không dễ thực hiện được trọn vẹn, nhất là với những người đã bắt đầu lão hóa rồi, tức là những người lớn tuổi, vận động kém, tiêu hóa kém, hay là những người bản chất họ là khó hấp thu được dưỡng chất từ trong thực phẩm. Thì luôn luôn hy vọng là muốn nhìn thấy ba mẹ luôn luôn là cũng khỏe, nên là ngoài việc là giúp cho ba mẹ vui
thì tôi còn lựa chọn mua những thực phẩm bổ sung để cho ba mẹ dùng á, để cho tốt cho sức khỏe. Thì cái tiêu chí của tôi á là cái sản phẩm đó phải có chứa những cái dưỡng chất để mà tăng cường hệ miễn dịch. Thì giờ tôi đã lựa chọn được một cái sản phẩm rất là ưng ý. Thì sản phẩm nó có chứa thành phần của sữa non cũng như là vitamin khoáng chất. Thì nó, nếu mà nó có nguồn gốc và an toàn thực phẩm thì tôi sẵn sàng lựa chọn. Qua đoạn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy người già, những người cao tuổi trong gia đình, những người trẻ như chúng ta sẽ phải dành thời gian quan tâm đến họ nhiều hơn. Bởi vì việc bổ sung thực phẩm qua đường ăn uống là rất cần thiết. Tuy nhiên người già chúng ta biết là họ nhiều khi là tâm trạng họ cũng khó ổn định, rồi cái việc ăn uống cũng khó, nhiều khi là muốn ăn dữ lắm nhưng mà ăn không có ngon. Thì việc mà chúng ta bổ sung sữa cho người lớn là một cái điều rất là quan trọng, giúp cho họ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và vitamin. Và thưa quý vị, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lipline sẽ giúp cho mọi người giải quyết những vấn đề trên, khiến cho chúng ta cảm thấy là cái việc mà bổ sung dinh dưỡng không bao giờ dễ dàng hơn như lúc này. Người cao tuổi có thể áp dụng để có thể có được một sức khỏe dẻo dai, có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái, và như thế thì chúng ta sẽ yên tâm khi mà những cái người lớn, những cái người thân yêu của chúng ta sẽ đồng hành cùng với con cháu lâu hơn nữa ạ. Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lipline là dòng sản phẩm kết hợp giữa sữa non từ bò và lợi khuẩn probiotic. Tính ưu việt của Alpha Lipid Lipline thể hiện ở sự hiện diện của kháng thể IgG với hàm lượng cao, cùng kết hợp với các yếu tố miễn dịch phát huy vai trò bảo vệ cơ thể, chống lại các tác nhân gây bệnh và tăng cường sức đề kháng. Alpha Lipid Lifeline có công thức tổng hợp độc đáo giúp hỗ trợ sức khỏe cho tuổi già. Với việc bổ sung sữa non giàu kháng thể và các yếu tố miễn dịch, tăng cường probiotics, canxi, các vitamin và khoáng chất thiết yếu, Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm của tập đoàn New Image International, được sản xuất tại New Zealand và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam. Xuân Hiếu xin được mến chào quý vị đến với chương trình Tổ ấm yêu thương. Quý vị thân mến, gần đây bên cạnh các loại sữa thông dụng thì người tiêu dùng bắt đầu chú ý đến các sản phẩm được chế biến từ sữa non bò. Để giúp cho quý vị có thêm sự lựa chọn, hôm nay chương trình xin giới thiệu đến với quý vị một loại thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non đang được rất nhiều người tin dùng hiện nay. Ngày nay, việc sử dụng các thức uống dinh dưỡng đang trở nên phổ biến hơn vì lợi ích của nó đối với sức khỏe cũng như sự tiện lợi trong nhịp sống hiện đại. Trong đó, các sản phẩm được chế biến từ sữa non bò đang được nhiều người tiêu dùng bắt đầu chú ý lựa chọn. Các nghiên cứu trong nhiều năm gần đây đã chỉ ra rằng sữa non được ví như một món quà dinh dưỡng đầu tiên của mẹ thiên nhiên ban tặng cho sự sống. Vì trong sữa non có chứa các thành phần dưỡng chất thiết yếu, các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng được cá thể mẹ sản sinh ra trong vài ngày đầu tiên sau sinh, giúp bảo vệ và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, qua đó giúp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm và cải thiện sức khỏe. Nhiều nghiên cứu khoa học đã ghi nhận và chứng minh thành công về độ an toàn cũng như lợi ích của sữa non đối với sức khỏe của con người. Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, những sản phẩm có thành phần sữa non bò bổ sung thêm các vitamin và dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe được cho ra đời, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Khi mà lựa chọn dòng sản phẩm cho gia đình sử dụng á, thì mình rất là quan trọng tới cái chất lượng cũng như nguồn gốc của sản phẩm á. Và đồng thời thì nó cũng phải đảm bảo những cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó thì mình cũng rất là xem xét kỹ lắm về cái thành phần của sản phẩm cũng như công dụng của nó có phù hợp với cái nhu cầu của gia đình hay không. Và sau khi mà được một người chị ấy đã sử dụng sản phẩm này và có cải thiện sức khỏe đó, thì mình nghe vậy mình cũng mua về cho gia đình sử dụng. Thì sau một thời gian khoảng hơn một năm gia đình trải nghiệm, như là mẹ có vấn đề về xương khớp á, thì cũng có thấy có những chuyển biến tích cực. Rồi chị gái của mình về các vấn đề về đường tiêu hóa, cũng như ông xã thì bị các vấn đề về giấc ngủ không có ngon. Thì sau một thời gian sử dụng mà thì thấy nó có những chuyển biến thấy tích cực, nên là mình mua về thường xuyên cho gia đình sử dụng mỗi tháng. Một trong những dòng sản phẩm có chứa thành phần sữa non bò được người tiêu dùng đánh giá cao có thể nhắc đến là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline. Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm bao gồm sữa non bò giàu kháng thể tự nhiên IG, bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như lợi khuẩn tiêu hóa probiotics, canxi cùng hỗn hợp vitamin, khoáng chất giúp nâng cao sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe cho cơ thể. Có thể sử dụng như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh trong quá trình điều trị bệnh. Sản phẩm Alpha Lipid Lifeline của New Image Việt Nam là một thực phẩm bổ sung.
đã được Bộ Y tế cấp xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Sản phẩm có thành phần sữa non của bò, có chứa kháng thể IgE tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sản phẩm có thể sử dụng như một thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi sức khỏe và sản phẩm được sản xuất cũng như nhập khẩu từ New Zealand. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp xác nhận, công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm, được nhập khẩu hoàn toàn từ New Zealand và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam. Mến chào quý khán giả đang xem chương trình Tiêu dùng thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời tiết thất thường như hiện nay khiến nhiều người rất dễ mắc bệnh. Cuối năm cũng là thời điểm dễ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Những người có sức đề kháng kém như người già, trẻ em, phụ nữ có thai là đối tượng rất dễ trở thành nạn nhân của dịch bệnh. Để giữ gìn sức khỏe và phòng bệnh một cách chủ động, cách tự nhiên nhất là tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Theo các chuyên gia, để giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hàng ngày ta có thể thực hiện hai bước đơn giản là tăng cường vận động dưới ánh nắng mặt trời, đồng thời bổ sung thêm các nguồn dinh dưỡng như sữa non từ bò, lợi khuẩn tiêu hóa, probiotic. Sản phẩm Alpha Lipid Lifeline được phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi công ty New Image Việt Nam là một thực phẩm bổ sung đã được Bộ Y tế cấp xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Với khẩu phần 16g sản phẩm, có chứa một cái lượng sữa non của bò tương đương với 300mg kháng thể IgE tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe cũng như nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sản phẩm cũng chứa đa dạng các vitamin và khoáng chất, vì vậy nên có thể sử dụng như một thực phẩm dinh dưỡng giúp hỗ trợ phục hồi thể trạng. Và sản phẩm phù hợp với đối tượng từ 3 tuổi trở lên. Sản phẩm được sản xuất cũng như nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand. Tập thể dục ít nhất 30 phút dưới ánh mặt trời buổi sáng sẽ giúp cơ thể hấp thu thêm lượng vitamin D. Hơn nữa, vận động sẽ giúp cải thiện sự lưu thông các tế bào bạch cầu khắp cơ thể và cần thiết để duy trì phản ứng miễn dịch tối ưu. Đồng thời, bổ sung sữa non và lợi khuẩn probiotic trước mỗi bữa ăn xuyên suốt mùa đông để đảm bảo sức khỏe hệ miễn dịch là cách nâng cao sức đề kháng cho cơ thể một cách đơn giản nhất. Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm độc đáo kết hợp với sữa non từ bò và lợi khuẩn tiêu hóa probiotic. Sản phẩm sẽ cung cấp cho cơ thể bạn nguồn dinh dưỡng khá phong phú bao gồm sữa non giàu kháng thể probiotic, đồng thời và khoáng chất thiết yếu. Đây chính là công thức dinh dưỡng vượt trội giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho bạn và gia đình. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam. Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm uy tín của tập đoàn New Image, giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường lợi khuẩn, khôi phục và tái tạo tế bào bị tổn thương, chủ động bổ sung kháng thể cho những người suy giảm miễn dịch. Xin chúc mừng. Kháng thể tự nhiên có trong sữa non giúp nâng cao hệ miễn dịch. Bổ sung 1000mg canxi trong mỗi khẩu phần giúp cải thiện những vấn đề về xương khớp. Nâng cao hệ tiêu hóa khi bổ sung hàng tỷ probiotic, cung cấp vitamin và khoáng chất đầy đủ cho cơ thể. Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm giàu dinh dưỡng rất được ưa chuộng tại Việt Nam và được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng năm 2015. Những giải thưởng, danh hiệu đầy vinh quang mà New Image được trao tặng là minh chứng đánh giá khách quan nhất mà New Image Việt Nam đạt được trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.